Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đất nước có nhiều người giàu là tốt hay xấu? Ngày 23 tháng 2, báo tiếng dân đăng bài bình luận của bác sĩ Võ Xuân Sơn với tựa đề Người giàu. Bài viết thể hiện sự trăn trở của tác giả đối với hiện tình đất nước khi mà có quá nhiều kẻ giàu lên nhờ phạm tội. Tất nhiên, đây là những kẻ làm giàu trên xương máu của nhân dân. Họ càng giàu thì dân chúng càng khốn khổ và đây là hình bài bình luận của bác sĩ võ xuân sơn trên báo tiến Dân. thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau một đất nước có nhiều người giàu thì đó là điều tốt hay không tốt có lần tôi đến đức vô bệnh viện thấy bệnh viện được xây mới hiện đại vị giáo sư nói rằng họ có được bệnh viện này là do sau khi thống nhất nước đức có một số hãng lớn chuyển trụ sở về thành phố đó nên một thành phố thuộc đông đức cũ mới có thể giàu có để xây được bệnh viện như thế này ở việt nam chúng ta cũng có những người giàu và những công ty giàu còn nhớ có lần ra quảng nam gặp mấy anh em hình như là quan chức gì đó rất tự hào vì trường hải đặt nhà máy tại đó đóng góp cho tỉnh rất nhiều sau đó khi gặp mấy anh em ở quảng ngãi họ dự đoán sau khi dung quốc phát triển thì bệnh viện quảng ngãi sẽ được đầu tư lớn bạn bè tôi có nhiều người là doanh nhân một số khá thành công cứ mỗi một doanh nhân thành công ngoài gia đình, dòng họ của họ được hưởng lợi, thì nhiều người khác cũng được hưởng lợi theo. Và đây là hình ông Trần Bá Dương, ông chủ của ô tô Trường Hải. Tùy theo quy mô kinh doanh, mỗi doanh nhân có 10, 100 hoặc 1.000 nhân viên. Nếu họ thành công, thì 10, 100 hay 1.000 gia đình sẽ có cuộc sống ổn định. Đối với các đại gia, thì có thể lại là hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn người được hưởng lợi. Cứ mỗi doanh nhân thành đạt, trở nên giàu có, thì có rất nhiều người được thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, con cái họ được học hành, cha mẹ họ được phụng dưỡng tốt, xã hội nhờ đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Người giàu đóng góp cho xã hội nhiều lắm. Đất nước mà có nhiều người giàu thì chẳng mấy chốc mà cất cánh vươn cao bay xa. Nhưng có phải người giàu nào cũng đóng góp cho xã hội hay không? Không, chỉ những doanh nhân kinh doanh thành đạt, những nhà chuyên môn có chuyên môn cao, những nghệ sĩ được mến mộ Nói chung là những người giàu nhờ tài năng, công sức của họ, những người thực sự tạo ra giá trị cho xã hội, giàu lên nhờ giá trị mà họ tạo ra cho xã hội, thì cái giàu của họ mới mang lại điều tốt đẹp cho xã hội. Và đây là hình tướng công an Đỗ Hữu Ca, kẻ bị phát hiện sở hữu rất nhiều tiền, vàng và bất động sản sau khi bị công an khám xét nhà riêng. Nếu một tên cướp, một kẻ buôn bán ma túy hoặc một kẻ trộm giàu có, thì điều đó có nghĩa là Xã hội này có nhiều người bị trấn lột, bị trộm cắp, bị đầu độc để cho bọn chúng giàu lên. Sự giàu lên của bọn chúng sẽ làm cho nhiều người khác bị lâm vô cảnh bần cùng. Sự giàu lên của chúng chỉ là sự cướp đi giá trị do người khác tạo ra. Thậm chí, chúng càng giàu thì những giá trị càng bị hủy hoại, xã hội càng lụng bại bởi sự giàu có của bọn chúng. Ông Tướng Ca không phải quan chức công an đầu tiên được biết đến là rất giàu. Trước đây có ông Dọc, có thời là giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, nghe nói ông này xây cái nhà ra giữa sông đồng nai khi đập các cột ra người ta thấy không biết cơ mang nào là vàng bạc châu báo được giấu trong đó nghe nói số lượng vàng bạc châu báo được tính bằng tấn ông dọc hồi xưa thì đã được kết luận là tội phạm tức là ông giàu lên trên sương máu của người khác không biết tướng ca bây giờ giàu lên do cái gì nghe nói ông luôn rao giảng đạo đức hồ chí minh hay là ông giàu lên nhờ cái tài giảng dạy đạo đức chăng Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Đất nước có nhiều người giàu là tốt hay xấu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Biden chỉ trích nặng nề đối với ông Putin ngày 22 tháng 2, VOA tiếng Việt dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho hay tổng thống Biden gọi ông Putin là thằng chó đẻ, điên khùng trong buổi gây quỹ ở San Francisco. VOA giải thích cụm từ thằng chó đẻ được dịch từ cụm từ snobapists mà ông Biden sử dụng trong buổi gây quỹ ở San Francisco thứ tư ngày 21 tháng 2. Tổng thống Biden cảnh báo rằng luôn có nguy cơ xung đột hạt nhân, nhưng mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại vẫn là vấn đề khí hậu. Đây là mối đe dọa hiện hữu cuối cùng. Nó là vấn đề khí hậu. Chúng ta có một thằng chó đẻ, điên khùng như Putin và những kẻ khác. Và chúng ta luôn phải lo lắng về xung đột hạt nhân. Nhưng mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại là vấn đề khí hậu cơ. VOA nhận xét, ông Biden có xu hướng không làm theo kịch bản trong các buổi gây quỹ bầu cử. Và trong những tháng gần đây, ông đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc, đảng Cộng Hòa và đồng minh của Mỹ là Israel vì nước này ném bom giải Gaza. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết, hai ông Biden và Putin vẫn mâu thuẫn sâu sắc về việc Nga xâm lược Ukraine hai năm trước, cũng như việc Nga đã bị Mỹ và các quốc gia phương Tây khác trừng phạt. Phản ứng của ông Biden khiến mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã đầy bất đồng càng thêm lạnh giá. Ngày 20 tháng 2, ông Biden nói rằng Mỹ sẽ công bố một gói trừng phạt lớn nhằm vào Nga liên quan đến cái chết của ông Navalny và cuộc chiến Ukraine. Trước đó, vào ngày 17 tháng 2, VOA loan tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 2 cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ sậu côn đồ của ông ta đã gây ra cái chết của lãnh đạo phe đối lập ở Nga, Alexei Navalny. Tổng thống Biden nói, ông không ngạc nhiên, nhưng phẫn nộ trước sự ra đi của ông Navalny. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn rằng cái chết của ông Navalny là hậu quả của những việc mà ông Putin và bộ sậu cung đồ của ông ấy đã làm. Chính quyền Nga sẽ biện minh theo cách của họ. Nhưng chắc chắn là Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Navalny. Tổng thống Mỹ nói ông đang tính các bước bổ sung để trừng phạt Nga sau cái chết của ông Navalny. VOA cũng cho biết ông Biden bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh đạo phe đối lập Nga vì đã dũng cảm đứng lên chống lại tham nhũng và bạo lực của chính phủ Putin. Và đây là hình tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại tòa Bạch Ốc ngày 16 tháng 2, sau khi có tin Alexei Navalny, đối thủ trong nước đáng gờm nhất của tổng thống Nga Vladimir Putin đã qua đời tại một trại giam hình sự ở Bắc Cực. Vẫn theo lời ông Biden, không có mối đe dọa hạt nhân nào đối với người dân Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với những gì Nga đang làm vào lúc này, ngay cả khi Nga đang cân nhắc triển khai công nghệ chống vệ tinh trong không gian. Theo VOA, các quan chức Mỹ đang tìm kiếm thêm thông tin về cái chết của ông Navalny tại trại giam của Nga ở phía bắc vòng Bắc Cực. Ông bị đưa tới đây chưa đầy 2 tháng. Ông Navalny, 47 tuổi, là tiếng nói chỉ trích ông Putin hàng đầu. Vẫn theo VOA, Tổng thống Biden đang thúc giục những người theo dõi lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ hỗ trợ thêm kinh phí để mua thêm nhiều vũ khí cho quân đội Ukraine. Nga cũng là chủ đề gây chú ý trên con đường tranh cử trong lúc ông Biden đang tìm cách tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. VOA cũng cho biết thêm, có mặt tại Munich để tham dự một hội nghị an ninh, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ rút lui khỏi các nghĩa vụ liên minh NATO vốn được đặt ra sau Thế chiến thứ hai. Phó Tổng thống Mỹ cũng đã gặp bà Julia, vợ của ông Navalny, bên lề hội nghị và bày tỏ sự đau buồn cũng như phẫn nộ trước tin ông Navalny ra đi, một quan chức tòa Bạch Ốc cho hay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng thống Biden chỉ trích nặng nề đối với ông Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.